Tử Vi Ông Đồ xin kính chào quý vị. Trong số trước chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị nội dung gia đình cũng lễ tạ đất cuối năm tại gia. Chúng tôi cũng nhận được một số comment của quý vị hỏi về việc đi lễ tạ tại đền chùa miếu phủ như thế nào. Và hôm nay thì Tử Vi Ông Đồ xin được tiếp tục trao đổi với quý vị về nội dung này. Xin cảm ơn quý vị đã đăng ký theo dõi kênh Tử Vi Ông Đồ quý vị nhớ nhấn nút chuông để nhận được thông báo các video mới của chúng tôi xin cảm ơn quý vị à, lễ tại chùa thông thường thì với lễ tại các chùa thường là thờ phật ấy, không có vay có trả không cần đầu năm đi lễ à, cuối năm tiến hành lễ tạ để trả ơn mà đi lễ chùa đầu năm hay cuối năm đều là để cầu mong sự bình an may mắn. Thì à, lễ ở chùa gồm có gì? Chùa là nơi thanh tịnh nên khi sắm sửa lễ vật phải chọn những lễ chay như hương hoa quả tươi, oản, xôi chè và cấm kỵ lấy mặn như một số người thường mang lên chùa. Dân à, lấy mặn chỉ được áp dụng trong trường hợp đền chùa đó có các vị thánh mẫu và thành hoàng. Các vị này thường an tọa ở các khu ngoài chính điện, thường là ở hậu điện. Đi chùa có thể chuẩn bị thêm chút tiền giọt dầu hay để bà hòm công đức. Cách hành lễ khi đi chùa. Sau khi đặt lễ và thắp hương ở chính điện thì đi hết đến các ban thờ khác để đặt lễ và dân hương. Cuối buổi lễ sau khi lễ tạ để hạ lễ thì nên đến trai giới hay là phòng khách để thăm hỏi và trò chuyện với các nhà sư và công đức nếu có. À, vâng, và bây giờ xin được chuyển sang nội dung lễ tại cuối năm tại Đền Miếu Phủ. Thì à, như thế nào là đúng? Lễ tạ tại Đền Miếu Phủ. Thưa quý vị, người Việt nói à, chung, đặc biệt là những người làm ăn buôn bán, có tập quán đầu năm đi cầu Lộc, cầu Tài. À, vay vốn của thánh thần ở đâu thì à, cuối năm đi lễ tạ và trả nợ ở đó sắm lễ tạ tại đền miếu phủ như là như thế nào thì thưa quý vị là việc thực hành à, tín ngưỡng vốn là do thành tâm do vậy lễ vật cũng tùy tâm nhưng thường thì à, theo phong tục đồ lễ sẽ gồm có những món đồ lễ sau là lễ chay đây là lễ thường dùng để dâng lên ban thờ phật bồ tát à, gồm có hương hoa trà bánh trái cây và phẩm oản người ta cũng dâng lễ chay lên ban thờ thánh mẫu khi này nên sắm thêm đồ vòng mã lễ mặn là lễ dâng lên ban thờ ngũ vị quan lớn tức là ban công đồng thường gồm có gà lợn giò chả đã được nấu chín lễ đồ sống thì là lễ dân cúng lên quan ngũ hổ bạch xà thanh xà ở hạ ban công đồng tứ phủ lễ này thì thường có năm quả trứng vịt sống đặt cùng đĩa muối đĩa gạo hai quả trứng gà sống đặt trong hai chén nhỏ một miếng thịt mồi gọi là thịt lợn được khía không đứt rời thành năm phần lễ này cũng có thêm tiền vàng À, lễ mặn ở sơn trang thì đây là lễ dâng lên 15 vị thờ tại ban sơn trang gồm có một vị chúa hai vị hầu cận và 12 vị cô sơn trang lễ này thường có những cái đồ đặc sản như là cua ốc lươn ớt chanh cũng có nơi dân dâng thêm xôi chè nấu bằng gạo nếp cầm nữa lễ mặn sơn trang thì được sắm theo con số 15 như là có 15 con ốc, 15 quả ớt để chia đều cho 15 vị được thờ tại ban này. Gồm một vị chúa, hai vị hậu cần và 12 vị cô sân trang. À, lễ ban thờ cô, thờ cậu thì lễ này thường có oản, hoa quả, hương đèn, hia hài, nón áo, gương lược. Cũng có cả những món đồ chơi nhỏ sinh thường làm cho trẻ nhỏ. Lễ thần thành hoàng thư điền gồm lấy mặn là chân giò lợn luộc sôi rượu và tiền vàng việc hành lễ tại đền miếu phủ thì cũng như thông lệ chúng sinh cần kính cẩn nghiêm trang ăn mặc chỉnh tề không nên chen lấn xô đẩy khấn to hay thuê khấn người không thành thạo việc khấn vãi nên từ khấn nôm theo thành ý của mình quý vị có thể tham khảo thêm các bài văn khấn phù hợp. À, trên đây là những chia sẻ mang tính cơ bản về việc lễ tạ cuối năm tại đền chùa Miếu phủ. Tuy nhiên thì mỗi ngành nghề hay cá nhân doanh nghiệp, gia đình thường có những cái lễ tạ phù hợp với đặc thù hoạt động và điều kiện riêng, nên cũng có những cái sự khác biệt nhất định về vấn đề này mời quý vị xem tiếp những cái số sau của chúng tôi xin cảm ơn quý vị